Trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật cùng với chị Thu Hiền. Như chúng ta cũng đã đề cập liên tục trong chương trình ngày hôm nay, đó là hôm nay sẽ là một ngày mà nắng nóng xuất hiện trên cả nước. Vậy thì đâu sẽ là những nơi mà có điểm nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ạ? Dạ vâng ạ, dự báo Bắc miền Trung sẽ là nơi mà có nhiều điểm nóng nhất trong ngày hôm nay đấy ạ. Vì ở đây thì trời vừa ít mây khiến cho nắng chói chang ngay từ sớm, vừa có hiệu ứng gió phơn khô nóng nên là nhiệt độ tăng lên rất nhanh. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế trưa chiều nay sẽ đều cao, nhiệt độ từ 36 đến 38 độ C. Một số nơi như là Đô Lương, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Tuyên Hóa, Quảng Bình hay là Đông Hà, Quảng Trị sẽ đều trên 39 độ C. Độ ẩm buổi trưa giảm thấp chỉ còn là từ 35 cho đến 50%, trời khô nóng. Còn với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Phú Yên, ở xa vùng thấp phía Tây nên mức nhiệt sẽ thấp hơn, dao động phổ biến là 35 cho đến 37 độ C và có nơi trên 37 độ C. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay cũng sẽ có một vài điểm nắng nóng gay gắt như là tại Sông Mã Sơn La hay là Phù Yên Sơn La và Mai Châu Hòa Bình. Những điểm này khả năng sẽ vượt trên 39 độ C. Còn nền nhiệt chung của khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến là 35 cho đến 37 độ C. Và người dân ở miền Bắc và miền Trung thì mới bắt đầu vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm thôi. Còn với người dân ở khu vực phía Nam thì họ cũng đã phải trải qua một giai đoạn nắng nóng rất dài rồi, hơn một tháng trời rồi. Vậy thì không biết là trong ngày hôm nay diễn biến nắng nóng rồi mức độ nóng tại đây như thế nào ạ? Dạ vâng ạ, ở Nam Bộ thì nắng nóng vẫn sẽ tập trung chủ yếu là ở khu vực miền Đông Nam Bộ cũng như là một số nơi ở miền Tây như là tại Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long với mức nhiệt phổ biến trong khoảng là 35 cho đến 37 độ C. Mưa dông về chiều thì không còn và đợt nắng nóng này khả năng sẽ lại duy trì trong nhiều ngày tới. Tại Tây Nguyên, nắng nóng hôm nay chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi như là Kon Tum với mức nhiệt 35 độ C. Còn các thành phố khác nhiệt độ sẽ dao động phổ biến là 29 cho đến 34 độ C. Đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn mưa dông chiều tối nay. Trên biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ từ hôm nay sẽ có gió mạnh lên là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 biển động. Còn ngoài khơi, hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa thì ít mưa, trời có nắng với tầm nhìn xa trên 10 km và gió không quá cấp 5. Vâng, cảm ơn chị Thu Hiền về những thông tin cụ thể vừa rồi. Với người dân ở khu vực miền Bắc thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là thời tiết cũng bắt đầu sang mùa nắng nóng. Chắc hẳn điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người khi mà chúng ta chưa kịp thích nghi với cả thời tiết. Bởi vậy ngay từ thời điểm này thì quý vị cũng nên có những cái sự chuẩn bị sớm để đảm bảo sức khỏe trước một mùa nắng nóng kéo dài.